Chào nhà nha. Mấy anh em mình chuẩn bị đi Gia Lai cả nhà. Hôm nay anh em mình soạn đồ mình đang đứng ở đền đền thờ này cả nhà. Đền thờ lịch sử ở Xuyên Mộc này nha. Đây kia là chợ chợ Xuyên Mộc. Đây là ngay chỗ ngã tư. Ngã tư Xuyên Mộc nha cả nhà. Anh em đang chuẩn bị chờ xe tới đó rồi dục xe này lên xe bắt đầu dọt lên Gia Lai nha cả nhà. Đi bây giờ là tính sáng mai là tới Gia Lai. Rồi tới Gia Lai mới nào mình quay lại cho cả nhà xem nha. Giờ xe bắt đầu tới, bắt đầu bỏ xe lên nha cả nhà. Rồi mình lên trên đó mình quay lại sau cho cả nhà xem nha. Bỏ máy hả? Giờ mình đã lên xe rồi nha cả nhà, bắt đầu xe xuất phát. Hello cả nhà, đây mình tới chỗ rồi cả nhà. Mình chạy xe vô tới chỗ nè, mình phát hiện được ổ nấm nè cả nhà. Nè, nó nở từ đây nè. Mà nó dài xuống dưới đây luôn rồi cả nhà. Dẹt dẹt ra chỗ này nở cái chừng không quá. Mà nở hết rồi cả nhà ơi. Từ từ thôi. Nở. Nè, nó dài vô góc kia cả nhà. À, xuống dưới đây luôn nè. Rồi, nhỏ cái kìa. Cái tổ đầu tiên, nhưng mà cái tổ đầu tiên này nó nở rồi cả nhà. Thơm được nồng luôn. Có cây không? Có. Lấy cái cây này. Mà cái này nhón được hả? Cứng hả? Ờ cứng. Quá trời luôn mà nở hết rồi. Ừ. Nè có rừng dặm nè, nó nằm ở dưới lá nữa nè. Dưới lá nè quá trời nha. Qua đây nhổ lại nè. Ui. Làm cái lái vậy. Ừ. Nắm cái lái nó vậy đó. Ủa nãy không có đốt nhang mũi hả? Có mà ở bên cái vỏ mà ăn đó. Trời, ai trong cái du đạt nè. Ừ. Nó nằm như cỏ. Nó nở hết trơn cả nhà. Con mà chân còn đẹp á. Chân còn đẹp á. Nó già mũi. Nè, nó nằm ở dưới lá nè cả nhà. Còn nằm dưới đá nè. Cho này nè. Làm tàn mình đường được. Trời, không sao. Có là được rồi. Đi sao? Đây có là được rồi. Cái ổ đầu tiên. Chân đẹp không? Okay. Một tay sắn, tay rỉ á kìa. Ừ, đó vậy lắm đẹp. Ơ, cái dồi hết rồi mà. Cái gì? Ừ. Bên này đâu có dồi đâu nè. Ừ. Cái nào mà hư dục. Bọt hết nãy. Tay, một tay sắn, tay ấy vậy nó lẹ. Chắc làm xèo mà cút gì hai tay dữ. Còn tay nằm ô ngồi vậy nè. Ngồi. Ừ, tay chà bá lên ha. Ừ. Thôi rồi, cái chân nè. Chân này chàm giam luôn cả nha. Đây con. Ừ. Cái tổ này chỉ cái con ký mấy á. Lúc kìa trời. Ừ, tay nào tay nấy. Rồi như cái ngón tay mình luôn á. Quá à. Tổ này mà thôi còn búp thì thôi. Thấy chứ. Thì thấy trước cái tổ kia kìa, cái tổ ngay gần xe kìa. Đó nó nằm ở trên cái gò đó là dễ thấy mà. Chứ sao mình cũng phải bươi ra ha. Nấm Gia Lai.
cái này mà hồi hôm qua là hôm qua là ngon cơm chưa nằm đâu. Bự hơn cái ngón tay mình luôn á, ngón tay mình đã bự rồi á. Anh em kia chạy vô rồi. Nắm gì mà khủng hoảng cái nắm à. Quá ấy cái nắm à. Anh em đang chạy vô nữa kìa. Đều luôn á. Chân canh nữa. Chân tổ bố. À cái này bự nè. Sáng xa ra đó. Xa ra. Đó. Này dù nữa, nó còn dù nè. À, đã cứ cái nấm. Cái nấm này mà búp vậy thôi. Nấm giờ lại nha anh em. Cửa khẩu nha. Cửa khẩu. Giáp ranh với cửa khẩu Campuchia. Mạnh quá. Hàng gì nằm mọc cụm dây vậy ha. Cái này mà lên được sớm thì hôm qua là ngon rồi. Kìa, đang ngồi bên kia rồi đó. Nắm đường. Nó bị mưa á. Nó bị mưa cho nó mau bung rồi. Mặt ghê mặt. Cành cành như thế. Nhóc đồ xe luôn cái một xe đồ. Chưa nằm với thầy chơi đồ luôn. Mình chơi nè. Chân thì chưa cỏ mà tái muộn nè. Ôi nó đụng mưa nè. Ê lượm kẹt lượm luôn nha. Đi kiểm nè. Mưa quá trời hôm qua nên. Đó, có búp nữa đó. Được còn được cây búp nè. Không á. Búp nè, được còn được cây búp. Còn được cái búp nha anh em. Hả? Nở hết rồi hả? Lên trễ quá. Ngày hôm qua là quá ngon à. Đợi cũng được ổ nở tàn. Ăn mì. Nắm này thì ăn mì thì được. Ủa ha. Dưới kia quá bình không. Thì tuốt kia đụng má núi. Tuốt múc cái đậu kia. Còn cây dù nữa. Dưới có. Cái cụm này nắm còn đẹp nè. Đúng. Đó, còn búp nữa đó. Hả? Có không? Cái khu này đất sét nè, vậy chứ đất đỏ nó chưa có lên á, canh đất đỏ luôn. Ở đây cũng gần đất đỏ.
Ôi giờ mũi quá mũi. Không. À, đây nở rồi nè. Cái chân nấm thì còn ngon lắm mà cái chân của nó có giòn hết rồi. Đây chắc cũng vậy gì? Cũng vậy. Bẻ đi nhờ sáng gì nữa. Đó, cái chân nó còn đẹp lắm. Sáng chơi. Nhổ ngang đi. Tính lên sáng đi. Ăn chủ yếu ăn cái chân của nó. Ủa tôi nắm cái này hôm qua lên hôm qua là ngon không bị mắc cái dính cái cây mưa này nè. Nắm còn ngon dính cây mưa quá hớp rồi này hồi sáng cũng có dấu người đi rồi. Ừ có dấu xe chạy đó để ra cây mưa này. Nấm nó hư hả? Ừ. Nó bự dưới chân nó rồi banh nè nở lên dịch nè rồi thấy bọc bỏ vô đây kìa. Chưa lấy được con cá rồi. Đó nữa hả? Đi bắp. Ổn đó nữa hả? Tàn luôn hả? Tàn rụi luôn hả? Trời ơi. Ổn quá, này lên hôm qua là quá ngon rồi. Tàn rủi rồi. Hả? Ở đây là móng mọc dày luôn á nha. Dày nắm luôn á nhưng mà mình lên chảy quá nè. Tàn hết luôn rồi. Thôi nè. Đây con đi du được. Ừ. Nè đây đây con vụ đỡ ha. Nè cũng còn mấy cái tay búp luôn nè cả nha. Búp nè. Nè con búp nữa nè. Con. Này vụ. Con vụ kìa. Vụ cái này có mớ búp nữa nè. À, qua đây nhờ sắn cái này nè Phong ơi. Chân ghê luôn. Chân nó mập. Ừ. Ủa má nắm này mà gửi vậy mà chắc hư hết luôn trời. Hư đâu? Hư không? Hả? Là tạo vậy là tạo cái gì? Rồi. Ê. Sẵn. Chơi em không? Giò ở giò ở giò ở giò. Bấm hả? Chết rồi. Hồng đi ta. Còn không? Mình hơi bị trễ ha. Ừ. Chiều đó mình đi luôn ngon. Ừ. Hôm qua chiều lên trước nó chứ bộ. Ừ. Má này chân dài thế. Chân dài. Nó cát nè, cát đen nè. Còn cái này, dướng dướng này kia kìa. Đó, ừ. Nắm này còn chắc nè. Ừ. Này mới ổn bên kia. Còn kia lớn mà một chiếc tàn ủng. Mới bên kia mà búp ra bên này đinh đó. Ừ. Ủa, đây cho chân nhỏ ha, mà còn dù ha. Ừ, nhỏ còn chắc lắm, còn dù. Đây, vịt này quay lên kìa. Chắc phải làm luôn quá. Nó có bảo luôn. Cái này nó chắc luôn rồi. Ừ, chào bá. Cái này đạp tạm bên kia luôn rồi. Ừ. Cái bịt quay lên kia. Đâu nè. Hả? Cái bịt. Ờ, cái này nắm nó bự hơn ngón tay. Cái bịt. Thấy không? Ừ.
Đây một ụ nữa nhưng mà cũng dài ba tay rồi cả nhà. Mà tay cũng vẫn còn đẹp nè. Cũng vẫn còn chắc á. Nó mập rồi. Chất lượng là được. Chưa gặp ổ bự, thế nào cũng gặp ổ ốc móc à. Cây nấm bự ghê chứ. Nấm bự nhờ. Ổ nó nở. Này gì nữa anh? Dù mà. Này cái cọi này cái gì? Thấy ổ dây thôi, đòi nữa mày. Này giờ rút con rồi. Rút lên luôn ra. Ờ lên luôn mà. Nó teo chân rồi. Ô nếu mà vậy nhỏ hả? Cắt sắp lại đi chứ để vậy hư luôn á. Để ngồi hư luôn. Ừ. Đổ ra đi, đổ ra đi. Rồi đây thêm vài tay nữa cả nhà ơi. Vài tay nắm dù nữa nè. Bên đây nữa nè. Cái tổ nắm nhỏ thì đẹp. Này cũng rồi, cũng còn mới bút rồi, mấy cây bút rồi. Còn cái tổ bự thì nó tàn rụi hết luôn. Nhỏ nha anh em. Dưới kênh Phong. Nắm đã hả? Rút lên, rút lên, thằng cãi thằng rút. À, thế mà cũng gãy. Dây cũng gãy anh à. Dây mà chạy đồ má qua luôn rồi. Cảm ơn chó đi. Giữ cái chân hết rồi. Kệ hả? Chân dưới nó cũng nhỏ. Mở lên không? Rồi, nghỉ ngang nó thôi. Núm này sao ta? Đủ nữa. Kìa, cây dẹp rồi kìa. Trời, 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 trời. Vì chuyên gia nhau lắm mà kỳ ta. Chết rồi, chết được rồi. Này nó thiếu nắng mắc mưa, nó ướp nắm luôn mà. Thiếu nắng mắc mưa. Thiếu nắng mà mắc mưa hả? Lúc đi nó nằm trong rễ rồi. Rồi bươi sạch sạch chỗ đó đi, còn cái nó anh em nào lú lú lên không? Đây này. Ừ đó. Sao có tay vậy? Đi, 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 hai tay đi. Không có chân nó đây. Nhưng mà tay đuôi. Cắn nó dứt con giờ. Rồi, sẵn lên không? Mấy tay. Trời cái ổ này nó khủng bố luôn cả nhà. Mà nó tàn hết luôn rồi. Kìa. Ồ. Đây nè. Khủng bố cái tổ này luôn nè. Mà tàn rủi luôn nè. Ghê không nè. Ui vô vô dài kia kìa. À, vô trong góc này nè cả nhà. Trắng vô góc luôn kìa. Đó. Ồ ồ. Nè qua đây luôn nè. Nè. Tàn hết luôn rồi. Trời ổ này bự rồi nè. Nè. Đây trắng luôn nè. Trắng hết luôn mà nó tàn hết rồi. Uống ghê không? Vậy mà nó kêu tôi lên rồi ơi. Trời ơi. Rồi ở trong đây nè. Rồi nó trắng rồi. Wow, ủa trời luôn. Bên đây nè. Trời ổ nắm. Nắm thế này thì ăn cám rồi bà con ơi. Không, lửa đi, lửa đi, lửa. Mày lửa đi, lửa trời. Thôi. Mình kết thúc clip đây luôn cả nhà. Tổ nấm này to ghê luôn, tổ nấm này chắc 3kg quá. Mà nó nở quanh mình lựa được cái gì lựa quanh nở nở hết luôn rồi. Ủa đi. Ừ. Bên đây hơi khách mẹ có gì đâu lựa. Rồi thôi mình kết thúc clip luôn cả nhà. Quá trời cái tổ nấm này mọc dài qua bên kia cả nhà trong lùm hết á. Nấm nhiều ghê. Má nó còn bòn được thì đủ má ổ này hai bên.